trải qua một trận đấu mà đến cuối cùng không giữ được tỷ số, đá một trận đấu về Nhật Bình thì hôm nay đã sân Nam Định thì cầu thủ cũng đã rất nỗ lực để giữ được kết quả cuối cùng. Tôi rất là một cái sự nỗ lực thì bạn biết rằng cái giai đoạn này là giai đoạn cuối mùa giải, cái thể lực và cái ý chí thì cũng bảo hỏi rất nhiều, nhưng mà các bạn hôm nay chơi thì là quyết tâm để bảo vệ được cái chiến thắng và tôi rất là mừng. Ngoài cái sự quyết tâm ra thì với ông các cầu thủ thực hiện đấu pháp như nào? Ngoài cái việc mà quyết tâm của các cầu thủ ra thì cái việc thực hiện đấu pháp của ông hôm nay các cầu thủ thực hiện thế nào? Thì thứ nhất là biết rằng đội Nam Định thì khi mà chơi ở sân Nam Định thì nó sẽ rất là khó. Nếu như Nam Định có thua trước thì người ta sẽ chơi đánh giá rất nhiều, thì dựa vào Romeo Rias để làm tường thì điểm như rất đồng đấy, nhưng mà cứ tình huống tất cả những cái tình huống hôm nay để tình huống hai thì Đình Triệu hôm nay chơi rất tốt và những cái cầu thủ để bóc vỏ cho Đình Triệu thì nó làm rất tốt, thì bạn biết rằng là chơi với cái sự cường độ và cái sân nó cuồng nhiệt như thế nào và cái tỷ số hôm nay để bảo vệ được nó thì là một thành quả. Nói đến chuyện cường nhiệt thì có vẻ như các cầu thủ Hải Phòng năm nay họ quá quen với không khí cuồng nhiệt, từ Lạch Say đến Thiên Trường họ cũng cảm giác đối với ông họ thiếu, giống như thiếu trên sân nhà của mình ấy. Ông nghĩ thế không? Thì thật sự rằng là bóng Hải Phòng năm nay thì với sự của khán giả Hải Phòng thì luôn luôn trái bóng, thì tất cả cầu thủ hoặc với bản thân tôi cũng đều nói với cầu thủ luôn luôn ra sân thì hướng lên khán đài và chơi tận công nhiệt và đội bóng cuối cùng để coi như là báo đáp lại những cái tình cảm của cổ động viên đã dành cho đội bóng. Ông đã từng huấn luyện viên tại Hà Nội, có một cái bầu không khí bóng đá tương đối tốt, nhưng khi về đến Hải Phòng ông cảm thấy sự khác biệt nào? Thì cái sự khác biệt ở Hải Phòng có là sự cuồng nhiệt, đấy có thể là cái sự cuồng nhiệt có thể nhiều khi gọi là hơi thái quá, nhưng mà đấy là cái tính chất của những con người Hải Phòng, thì thật sự đấy là cái lửa. Thì thật sự là cầu thủ nó sân thì bạn biết là kể cả Zima thì luôn luôn bùng nổ, và cũng thể là cái cổ động viên như thế thì tạo cho cái sự hưng phấn của cầu thủ rất lớn. Năm nay người ta xem Hải Phòng thi đấu, khán giả hay nói với nhau là xem Hải Phòng đều rất thích mắt. Ông là huấn luyện viên thì ông nghĩ nào về cái nhận định của khán giả? Thì với tôi thì tôi quan điểm tôi xây dựng đội bóng thì luôn luôn phải chơi công nghiệp và lấy tấn công thì cầu thủ thì luôn luôn là mang lên cái cảm giác. Thì đội bóng Hải Phòng thì hoặc là bất cứ đội bóng nào tôi xây dựng thì tôi muốn là mình phải mặt trận làm chơi bóng, chứ không phải là mình đá dài hoặc là mình chơi thì khi mà chơi như thế thì cái sự nhàm chán khán giả người ta sẽ không có. Nhưng mà khi mà Hải Phòng chơi luôn luôn công hiến, chơi đến giây phút cuối cùng, tất nhiên là một trong những cái trận đấu hoặc trong một thời điểm mình phải có toan tính để mình bảo vệ cái tỷ số của mình, nhưng hầu như tất cả các trận đấu Hải Phòng vào sân đều chơi một sự công hiến. Vâng, thưa huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, có một sự trùng hợp như này ở trận đấu lượt đi với Sông Lam Nghệ An thì tiền đạo Real Mario cũng bị treo giò vì ba thẻ vàng, và trận đấu sắp tới tiếp đó Sông Lam Nghệ An thì cũng vậy. Vậy thì ông giải quyết như thế nào về cái bài toán thực sự là nan giải trên hàng công của Hải Phòng khi mà Rivaldo gần như là chủ lực và vai trò rất quan trọng hàng công của ông? Thì tất nhiên rằng là khi mà không có Rivaldo thì đấy là một cái điểm đến của cái lối chơi của Hải Phòng. Nhưng mà những thời điểm khi mà được trận lượt đi thì chúng tôi chưa có Đặng Văn Tới và chưa có những cầu thủ tốt để mà không dám đẩy mạo hiểm đẩy tôi xét lên, nhưng chắc chắn là trận tới tôi sẽ đẩy tôi xét lên, thì chắc chắn là tôi xét dù đạt ra vị trí đấy thì chắc chắn là sẽ khóc phục được rất nhiều cái lối chơi của họ, nhưng nó sẽ mất cái Zima thì nó sẽ mất một cái sức mạnh nhất định cho đội bóng Hải Phòng và đội trận quyết định hàng sau này. Nói thêm về Lima thì ông đã làm được cái cầu đến lâu rồi, nhưng mà có vẻ như vẫn chưa khắc phục được cái điểm nóng tính thì các. Thì các bạn biết rằng đây là bản chất. Thì các bạn biết rằng Lima khi đá các đội khác thì là khi người đá ở Thanh Hóa nó có lúc Lima còn kỷ luật 8 trận hoặc là rất nhiều người đó, nhưng mà năm nay thì Lima có 2 trận. Là hai trận là 6 thẻ vàng thì đấy là một sự kiềm chế, nhưng mà tất cả những cái thẻ của Zima nó không phải là trả đũa, không phải là đá lại, nó là chỉ sự giống như vùng vằng hoặc là một cái tình huống nào đấy, chứ Zima cũng chưa phải là ác ý với bất cứ một cầu thủ nào để bị thẻ, nhưng đó là cái tính cách của bạn ấy như thế, thì tôi cũng là kiềm chế bạn ấy rất nhiều. Vâng, có câu hỏi nhờ một chút về cái nhận định của ông, đội bóng Hải Phòng thì cũng vừa mới đấu với Nam Định và gặp cả Sài Gòn nữa, thì ông đánh giá thế nào về bộ đôi chủ nhà lúc này? Thì tôi nghĩ rằng Nam Định vẫn có quyền tự quyết vì Nam Định sẽ đá với Sài Gòn, và Sài Gòn thì với cái nếu mà Nam Định giải quyết được Sài Gòn thì cái cơ hội để Nam Định chủ bàn là 89%, thì cái trận này thì Nam Định được đá sân nhà và những cái lực lượng thời điểm này thì Nam Định nhìn cũng Sài Gòn. Vâng.